Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến một cái chuyên đề vô cùng hay và vô cùng thú vị. Đó là chương trình đề cương tin học khối 4. Ủa, con đi đâu vậy ta? Con mới Đang giặt ngồi quần. để bố tả nhưng mà nghe đó. Đang định giải cho con thì con chạy mất dép. Đầu tiên thì đề cương của chúng ta tin học khối 4 thì gồm có hai phần, phần lý thuyết và phần thực hành. Phần lý thuyết thì làm bài thi trắc nghiệm, thời gian là 10 phút. Chủ đề về ta có phần thứ nhất là phần về chủ đề về soạn thảo văn bản. Trong chủ đề soạn thảo văn bản ta có 5 cái nội dung cơ bản, bao gồm có một số các thao tác về xóa ký tự bên phải và bên trái của con trỏ bằng cách sử dụng phím delete hoặc là phím blank space. Vậy đề thì ở đây ta sẽ hướng dẫn cái thao tác đầu tiên luôn. Thì để thực hiện cái thao tác này thì chúng ta sẽ thực hiện đầu tiên thì ta sẽ xóa cái ta có kênh xóa ký tự ở bên phải con trỏ soạn thảo. Vậy con trỏ là gì? Thì khi ta nháy chuột vào đâu đó ở trong văn bản thì con trỏ nhấp nháy ở đấy. Con trỏ nhấp nháy đấy chính là cái đây, ví dụ như ta đang nhìn thấy con trỏ nó đang nhấp nháy đây, gọi là con trỏ soạn thảo. Vậy thì để khi ta xóa ký tự ở bên phải con trỏ soạn thảo, ví dụ như ta đang đặt con trỏ ở đây, thì khi đó con trỏ đang nhấp nháy ở bên trước chữ P thì con trỏ soạn thảo đang nháy đây. Vậy thì để xóa được cái ký tự bên phải của chữ con trỏ soạn thảo thì đó chính là ký tự này. Đấy. Ta đặt chuột chuột ở đây, nó nhấp nháy này. Thì vậy thì để xóa được cái ký tự này thì ta sẽ thử sử dụng là đặt chỏ chuột ở trước ký tự cần xóa và ta ấn phím delete. Đấy, ta ấn phím delete trên bàn phím. Vậy thì ta sẽ thực hiện bước 1 là đặt chỏ chuột chỏ soạn thảo trước ký tự cần xóa. Rồi, bước 2 ta ấn phím delete. Đấy, như vậy ở đây ta có một cái keyword là muốn xóa một cái con ký tự ở bên phải con trỏ soạn thảo thì ta ấn phím delete. Phải và delete. Rồi, cái thứ hai là cách xóa ký tự ở bên trái con trỏ soạn thảo. Ở đây ta có chữ bên trái. Thì ta có bước 1 thì ta thực hiện là đặt trỏ soạn thảo phía xa. Khoan nhé. Xóa ký tự ở bên phải con trỏ, xóa ký tự ở bên trái con trỏ. Bên trái của con trỏ. Rồi. Trước ở đây trước đây tức là bên phải. Sau ký tự cần xóa. Sau ký tự cần xóa sau ở đây tức là bên trái. Đấy, ví dụ như bây giờ ta muốn xóa chữ B này thì ta đặt chỏ chuột ở đây. Khi con trỏ đang nhấp nháy ở ngay trước chữ B thì muốn xóa được cái chữ B này thì ta ấn phím backspace là phím hình mũi tên sang trái. Thứ hai là ấn phím backspace. Phím backspace là phím có hướng mũi tên sang trái để xóa. Kéo
screen này nó không chụp được. Ủa đấy, không chụp được cái on screen. Trên bàn phím phím backspace nó phím mũi tên C bên trái trên đó nó có ghi chữ backspace, xóa sang bên tay trái là có nút delete. Xóa bên tay phải đấy, phải có hai cái nút này. Nên câu hỏi trắc nghiệm là để khi con trỏ đang nhấp nháy đây, cái hình nó như thế này, đang nhấp nháy trước chữ D thì muốn xóa chữ D này thì ta chọn cách 1 hay cách 2. Khi con trỏ nhấp nháy trước một ký tự mà muốn xóa nó thì ta sẽ thực hiện là xóa bên phải thì ta ấn phím delete. Đấy, ví dụ như ta ấn phím delete. Rồi. Còn khi con trỏ đang nhấp nháy ở bên tay trái, nhấp nháy như thế này. Nếu ấn phím backspace thì ta sẽ xóa ký tự nào thì ta sẽ khóa, khi ấn phím backspace thì nó sẽ di chuyển sang trái. Vậy thì nó sẽ xóa bên trái. Rồi, như vậy thì hy vọng các bạn đã hiểu được cái thao tác này. Như vậy thì ta có cái phần nội dung thứ nhất, xóa ký tự bên trái và bên phải. Thứ hai là để viết được chữ hoa đầu câu. Để viết được chữ hoa đầu câu thì ta có rất nhiều cách. Thì ta có cái cách thứ nhất là ta giữ phím Shift. Chữ Shift như thế nào nhỉ? Shift. Giữ phím Shift và ấn phím và gõ ký tự đầu câu. Đấy. Giữ phím Shift và gõ ký tự đầu câu. Như vậy ví dụ như để gõ đến đầu một câu ta giữ phím Shift và gõ chữ chi chẳng hạn. Đấy, một lần. Ta nhảy chuột ở đây ta giữ phím Shift và ta gõ một ký tự thì nó sẽ thành này, còn nếu không ta gõ chữ C thì nó sẽ thành chữ thường như thế, như trên. Giữ phím Shift là ta có cách thứ nhất. Cách thứ hai ta sẽ thực hiện là soạn cái đoạn văn bản đấy, soạn đoạn văn bản. Ví dụ như ta có chữ soạn đoạn văn bản này, sau đó để chuyển nó thành cái ký tự đầu của câu này thành chữ hoa thì ta sẽ thực hiện thao tác bước 1 nhỏ, soạn thảo văn bản. Bước 2 ta chọn đoạn văn đoàn, cho đoạn văn bản hay còn gọi là bôi đen. Bước 3 ta trên menu thì ta vào thẻ home rồi chọn cái nút này gọi là tên nó là, để xem tên cái nút này, tên nó là cái nút có biểu tượng A lớn ấy, trang cây. Biểu tượng nút A lớn A nhỏ, nút trang cây, và chọn là center si cây. Center si cây chữ cây chữ nào. Ví dụ như cái chữ soạn đoạn và soạn đoạn văn bản này muốn có chữ soạn thành chữ in hoa, ta chọn đoạn văn bản cho center si cây thì nó thành chữ in hoa. Đấy, ta có cái hai. Hoặc là ta có cách thứ ba, ta cũng thực hiện giống như ở bên trên, ta bước một soạn thảo văn bản, đoạn văn bản đó, sau đó ta chọn ký tự đầu của
từ đầu tiên trong câu. Ví dụ như ở đây ta có chữ chữ này nó đang là chữ thường, muốn chuyển nó thành chữ hoa thì sau đó ta chọn ký tự đầu tiên, vậy thì ta chọn cái thằng này. Sau đó cũng vào trong thẻ home, vào trang cây, ta chọn upper cây thì nó cũng thành chữ hoa. Đấy, ta chọn upper cây. Đấy. Ngoài ra thì ta cũng có thể upper cây cả đoạn văn bản thành chữ hoa. Rồi. À, như vậy ta sẽ thực hiện thao tác như trên nhé. Ta có trước mắt thì ta có ba cách, ngoài cái cách gõ cơ bản, ta là cái cách hay sử dụng nhất, đó là giữ phím Shift và gõ ký tự của đầu câu. Điều đó là viết chữ hoa đầu câu. Rồi, kế tiếp nữa, cách lưu văn bản. Để lưu được văn bản vào ổ cứng thế, ví dụ đề bài hãy lưu văn bản vào ổ D có tên tư là họ và tên của thí sinh, thì ta sẽ thực hiện như sau. Thư mục là họ tên thí sinh. Thì ta sẽ làm như sau. Bước 1 thì ta tạo thư mục tên thí sinh tại ổ D. Để tạo thư mục này thì ta vào trong ổ D và ta tạo được một cái new folder. Để làm được cái này thì ta sẽ vào My Computer. Rồi chọn ổ D. Rồi ta có thể nháy chuột phải. Chọn new folder. Hoặc là có nhiều cách tạo thư mục khác. Ta vào My PC hoặc là Zip PC. Ta vào ổ D. Hay ta nháy chuột phải, chọn new, chọn folder. Sau đó ta sẽ nhập tên học sinh, ví dụ như là ở đây ta nhập được thư mục new folder rồi, chưa nháy chuột phải chọn new chọn folder. Đào Ngô Châu Anh. Khi ta đặt tên thì ta thư mục ta không nên đặt dấu tiếng Việt, ta nên đặt tên thư mục không dấu, thì khi đó ta sử dụng một số các phần mềm của nước ngoài nó không bị lỗi. Tí nữa bài làm của chúng ta sẽ lưu vào trong thư mục này. Rồi bây giờ để ta sang bước kế tiếp, sang bước 2. Ở bước 2 thì chúng ta sẽ thực hiện là tiến hành lưu file tệp văn bản vào thư mục. Để lưu tệp văn bản vào thư mục thì ta vào thẻ file, chọn save, tương ứng với tổ hợp là Ctrl S. Khi đó nó hiện ra cửa sổ thì ta chọn ổ D. Rồi kế tiếp chọn thư mục là tên của học sinh, của thí sinh mà cái thư mục khi nãy mình vừa tạo đấy. Rồi. Vậy thì ta sẽ thực hiện như sau. Ví dụ như đây là ta có một cái đoạn chuyện. Đây là một cái file đây. Chuyện tranh vừa về truyền thuyết Thánh Gióng, vừa mới copy ở trên một cái trang web về nguồn các cái câu chuyện cổ tích. Vậy thì bây giờ ta sẽ lưu cái văn bản này vào. Ta vào file, chọn save. Nó hiện ra cửa sổ thì ta chọn zip PC. Là nút Brow là để ta vào file chọn save, sau đó ta chọn Brow.
nó hiện ra cửa sổ thì ta sẽ vào trong ổ D và thư mục tên thư mục khi nãy mình đã tạo, ví dụ như khi nãy ta đã tạo thư mục Đặng Ngô Châu Anh, ta nhấn chuột vào đây. Sau đó ta đặt tên file, đặt tên file thì theo yêu cầu của đề bài. Đấy. Sau khi đặt tên file xong ta nút save. Lúc này ta nhập tên truyền thuyết Thánh Gióng. Đấy. Nút save để lưu. Rồi như vậy tệp của chúng ta đã được lưu trong này. Để kiểm tra đã có chưa thì ta vào zip PC và ta vào trong ổ D, vào trong cái thư mục Đặng Ngô Châu Anh. Và ta thấy rằng cái thư mục truyền thuyết Thánh Gióng đã được lưu trữ vào đây. Sau đó nhập tên thí sinh hoặc là tên file theo yêu cầu. Rồi chọn người ta ấn nút save. Đấy, như vậy ta đã tiến hành xong cái thao tác là lưu tệp vào cái lưu văn bản vào chính. Vậy để lưu văn bản người ta ấn nút save. Về còn về biểu tượng, về nút lưu thì nó sẽ là biểu tượng này. Rồi ta nút save để lưu nhé. Rồi kế tiếp ta sang thao tác kế tiếp. Châu. Kế tiếp ta sang thao tác sao chép và di chuyển một phần văn bản tới vị trí mới. Đây là chức năng sao chép văn bản. Và vậy thì để sao chép tiếng Anh ta sử dụng từ copy và di hoặc di chuyển. Di chuyển thì ta sử dụng chức năng cut and paste. Đấy, ta phân biệt giữa sao chép và di chuyển nhé. Sao chép là chức năng copy và paste, di chuyển là chức năng cut và paste. Thì ở đây thì ta lưu ý chức năng copy và paste nó nằm ngay trong thẻ home, hoặc là ta nháy chuột phải vào thì ta sẽ có cái biểu tượng của chức năng cắt và paste ở đây. Về muốn cắt và paste thằng nào đó thì bước một đầu tiên ta sẽ phải thực hiện là chọn đoạn văn bản cần sao chép hoặc là di chuyển. Rồi ta sang bước 2. Bước 2 sau khi bước 1 chọn đoạn văn bản. Ví dụ bây giờ ta muốn di chuyển cái đoạn văn bản này thì ta chọn đoạn văn bản. Để chọn đoạn văn bản thì ta có nhiều cách. Cách thứ nhất ta click và chuột vào đầu đoạn văn bản, giữ chuột trái kéo đến cuối đoạn văn bản. Cách thứ hai ta click và chuột vào cuối đoạn văn bản, ta giữ chuột trái ta kéo đầu về đầu đoạn văn bản. Cách thứ ba ta di chuyển trỏ chuột đến ra ngoài đầu đoạn văn bản, ta click chuột một phát. Ta di chuyển đoạn văn bài trỏ chuột ra ngoài đầu dòng, ra hẳn bên ngoài mép tờ giấy. Ta click chuột thì nó sẽ chọn. Muốn chọn nhiều dòng, ta kéo xuống dưới. Đấy, ta kéo xuống dưới. Muốn chọn lên trên. Muốn chọn rời rạc thì ta giữ phím Ctrl. Đấy, dọn phím giữ phím Ctrl để chọn các cái đoạn văn bản khác nhau. Rời rạc ta giữ phím Ctrl nhé. Vậy thì ta để ý là ta kết hợp sử dụng Ctrl là để cho rời rạc. Cho rời, đây ta giữ Ctrl để chọn rời rạc. Tức là các cái đoạn đó nó ở các vị trí khác nhau. Ta giữ phím Ctrl thì ta chọn nó ở các vị trí khác nhau được. Đấy. Rồi ta hoặc là ta giữ phím Shift
để chọn liên tiếp. Đấy, ta có hai cái thao tác chọn này, select để ta biến. Đấy, ta click chuột ở đây, ta giữ phím shift click vào cuối đoạn cuối cùng để chọn liên tiếp. Rồi như vậy thì bước đầu tiên ta chọn, bước đầu tiên thì ta phải chọn muốn làm là tương tác được sẽ định dạng hay sao chép hay di chuyển. Bước thứ hai ta chọn thực hiện để sao chép. Thì ta có thể giờ đơn giản nhất, ta thực hiện thao tác trên nút này, ta có sau khi thực hiện thao tác này, bước một ta chọn thì trong cái thẻ home thì ta ấn nút copy tương ứng với tổ hợp phím Ctrl C. Đấy. Ta ấn vào nút copy. Ta ấn vào nút copy. Còn để di chuyển đoạn văn bản, ta ấn nút cắt, nút copy tương ứng với tổ hợp phím Ctrl C, nút cắt tương ứng với tổ hợp phím là Ctrl X, thông thường thì sau này ta sẽ chủ yếu sử dụng các tổ hợp phím, ít thì ta rồi. Sau khi thực hiện xong thì bước 3 ta đặt trỏ chuột, soạn thảo tại vị trí mới, sau đó cũng sau đó ta sẽ chọn paste. Đấy, sau đó ta ấn vào nút chọn paste. Hoặc là ta ấn tổ hợp phím Ctrl V, paste tương ứng với tổ hợp phím là Ctrl cộng V là thao tác paste. Đấy, như vậy để ta thực hiện ta nhớ đấy là bước 1 chọn, bước 2 sao chép hoặc là di chuyển. Sao chép tương ứng với là copy, hoặc là nếu di chuyển thì ta chọn cắt. Và bước thứ 3 ta đặt trỏ chuột, sao thảo và paste. Như vậy quy trình của chúng ta là một bước 1 là chọn là select, bước thứ 2 là ấn chọn copy và hoặc cắt, hoặc bước thứ 3 đặt trỏ chuột tại vị trí mới, đặt trỏ soạn thảo tại vị trí mới, sau đó ta mới paste. Ví dụ và ta thực hiện như sau, ta muốn có chức năng, ta muốn copy cái dòng này. Ta bước 1 chọn đoạn văn bản bằng cách đặt trỏ chuột tại đầu đoạn văn bản, giữ trỏ chuột để kéo đến cuối đoạn văn bản. Bước thứ 2 trong thẻ home ta nút copy. Bước thứ 3 ta đặt trỏ chuột tại vị trí mới. Sau đó ta bên trên thẻ home ta nút paste. Đấy, thì ta đã sao chép được cái đằng này. Bây giờ ta muốn di chuyển nó thì bước 1 chọn đoạn văn bản cần di chuyển. Bước thứ 2 ta nút cắt tương hoặc là Ctrl X. Đấy, bước thứ 3 ta đặt trỏ chuột tại vị trí mới, sau đó ta nút paste. Ok nhá. Muốn di chuyển nó ta nút cắt, ta đặt trỏ chuột tại vị trí mới, ta nút paste. Nha. Muốn sao chép nó ta chọn nó, ta nút copy, đặt trỏ chuột tại vị trí mới, ta nút paste. Đấy. Muốn xóa nó thì ta chọn nó để xóa thôi, delete để xóa. Rồi bây giờ ta thực hiện là về thao tác kế tiếp, thao tác chèn này. Để chèn file ảnh vào văn bản, đây là một cái thao tác khá quen thuộc trong ấy, thì ta gồm có các bước như sau. Bước 1 là đặt trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn.
Bước 2, ta sẽ thực hiện là bây giờ ta thực hiện chèn ảnh. Để chèn ảnh thì ta vào mọi thứ thao tác chèn đều nằm trong thẻ Insert. Vào Insert, sau đó chọn Picture. Đây, ta vào thẻ Insert, chọn Picture, Picture đâu ta? Đây, chọn Picture. Vào insert chọn picture. Sau khi vào insert chọn picture xong gì con ta sẽ thực hiện ở sang bước 3. Sau khi vào insert chọn picture thì nó hiện cửa sổ, thì ta chọn thư mục, chọn tới thư mục chứa ảnh, sau đó thực hiện chọn ảnh và ấn insert. Vậy thì ta sẽ thực hiện là thao tác này luôn nhé. Đặt trỏ chuột tại vị trí cần chèn và insert, ta có thể hôm nay vào thẻ insert chọn picture. Rồi ta kéo xuống, ta chọn ảnh. Chọn ảnh thì ta kiếm một cái ảnh ở trong máy. Chèn vào. Đấy. Sau khi chèn trong cái ảnh này, muốn thay đổi các chế độ hiển thị, ta vào chế độ Watt Text của nó để chọn thay đổi chế độ hiển thị. Đấy, ta có thể thay đổi chế độ hiển thị, nó có vài chế độ hiển thị ở của ảnh. Đấy, ta có thể kéo cái ảnh bằng cách đưa trỏ chuột đến góc trái, ta giữ phím Shift kéo lại. Đấy, thì để cho nó đẹp lại, cho nó bé lại. Ấn Insert để chèn nhé. Như vậy thì ta lưu ý phải đặt trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn, sau đó ta mới thực hiện thao tác chèn. Xong cái câu này rồi, ta sang kế tiếp là về thao tác gõ bàn phím đúng cách. Vậy thì ta nhận thấy rằng để gõ được bàn phím đúng cách thì chúng ta cần luyện tập. Để giải thích của việc là cái này thì ta sẽ bám sát nhé, sách giáo khoa, trong có sách giáo khoa có nhỉ. Sách giáo khoa tin học 4 có. Hiện nay thì để gõ được bàn phím đúng cách thì ta lưu ý ta vừa luyện trên một số các cái phần mềm gõ 10 ngón. Đây là công việc nên luyện từ sớm để tạo ra được một cái phản xạ. Đầu tiên là ta sẽ gõ 10 ngón, sau đó ta sẽ gõ 10 ngón. Và với một cái bàn phím truyền thống ta đang sử dụng thì các phím đã được quy định ngón nào sẽ dùng phím nào. Do đó khi ví dụ như ở trên màu đây thì ta nhận thấy ngón trỏ ta sẽ gõ phím R, F, V, T, G, B. Ngón trỏ bên phải thì gõ là I, G, H, G, N, U, J, M. Ngón giữa thì gõ các phím này. Và việc giải đều công việc cho các ngón sẽ giúp cho tốc độ soạn thảo văn bản sẽ nhanh hơn. Nhiều bạn này có kỹ năng sẽ gõ mổ cò rất tốt, tuy nhiên xét về góc độ chuyên nghiệp thì như thế là chưa đạt yêu cầu. Hiện nay ta có một số các cái phần mềm gõ thì thông thường cái phần mềm nổi tiếng nhất bây giờ đó là phần mềm Tapping Master. Đấy, thì ở trên phần mềm này nó có cái trải nghiệm và hướng dẫn luyện gõ 10 ngón rất hay. Và trên mạng người ta có các cái phiên bản khác nhau ta có thể sử dụng. Trong cái câu đấy là cái này.
thưa. Lợi ích à, trang hình 5 sách giáo khoa trang 71. Trang 11. À trang 11. Như vậy ở đây ta ghi luôn theo nghị định của chính phủ. Một là tiết kiệm à, lợi ích nhỉ, nhanh chính xác hơn nhiều, vậy tiết kiệm thời gian và công đức, sẽ không phải phải ghi đầy đủ bên trên này. Thế, lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách là giúp gõ nhanh và chính xác hơn, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và công sức soạn thảo văn bản. Thứ hai là bảo vệ ở đây nhỉ? Khi cái này là tóm lại ghi nguyên như vậy, khi luyện tập thường xuyên gõ được đúng cách, em cũng không nhìn vào bàn phím và màn hình nhiều nên hạn đỡ bị mỏi mắt và mỏi cổ. Điều này giúp em bảo vệ được sức khỏe của mình. Hợp lý. Như vậy ta có hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là giúp gõ nhanh và chính xác hơn, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức. Thứ hai là khi thành thạo thì thành thạo gõ được gõ bàn phím đúng cách thì không phải nhìn vào bàn phím. Có lẽ cái này để các bạn học sinh căn cứ vào sách giáo khoa trả lời cho các chính xác, và màn hình từ đó nhiều, từ đó không bị mỏi mắt và mỏi cổ. Thực tế mỏi mắt, mỏi cổ, mỏi vai, mỏi rất nhiều thứ. Mỏi cổ. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của mình. Nên trong khi gõ thì ta cũng lưu ý, ta luyện giai đoạn đầu ta có gõ 10 ngón, sau đó có nhìn bàn phím, luyện 10 ngón không nhìn bàn phím. Trong đó thì ta cũng lưu ý về cái tư thế. Quên, ta chờ một tí. Đây. Ở đây trong cái quá trình sử dụng máy tính thì ta cũng, các bạn cũng lưu ý thêm một cái thứ nữa. Phần mềm Typing Master. Bên cạnh đấy thì ta cũng cần phải ngồi làm việc với máy tính đúng cách. Trong đó ta nên ngồi ghế có tựa, có chỗ để chân, rồi ngồi tư thế đúng cách để đảm bảo cho không bị chấn thương trong cái quá trình ngồi làm việc với máy tính nhiều. Đấy, cổ tay thẳng. Đấy, lưng thẳng, mắt nó nhìn góc màn hình như được trên hình vẽ. Thì khi đó đây ta có thể ngồi và giữ được cái đảm bảo là mình không bị chấn thương trong quá trình sử dụng máy tính nhiều. Để giải quyết cái vấn đề đấy thì ta có thể sử dụng các cái ghế công thái học. Ta lưu ý là ta sử dụng các cái ghế công thái học thì sẽ giúp cho ta giảm thiểu được các cái chấn thương. Đấy. Ở đây thu nhỏ.
các vị không thể học. Các vị không thể học này sẽ giúp chúng ta không bị chấn thương. Nó hơi bên ngoài lề đề cương của các con tí, nhưng mà tiện thể cũng tuyên truyền luôn các con để sau khi các con ngồi, phụ huynh sắm máy tính cho các con thì cũng sắm luôn các cái ghế không thể học, chứ không thể cho các con ngồi cái ghế cứng được. Cái ghế không thể học nó khác so với cái ghế ta đang ngồi bình thường, ghế cứng ấy. Nó cho chức năng sẽ trợ giúp cho mình không bị đau lưng, mỏi gối tê tay, đau vai. Rồi tóm lại là nó sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân. Rồi kế tiếp, biết vị trí đặt các ngón tay khi gõ trên bàn phím và thao tác gõ đúng cách. Ở cái phần này thì học sinh các bạn cần phải thực hành soạn thảo văn bản và thực hành luyện tập gõ 10 ngón trên máy tính. Cái việc luyện tập gõ 10 ngón này thì theo kinh nghiệm của 500 năm thì trong quá trình dùng thì ta không cần thiết phải có máy tính, ta chỉ có một cái bàn phím ngoài cũng được. Để ta có thể giao cho các em một cái bàn phím cơ ngoài để các em ngồi tự gõ trên bàn phím và tự tưởng tượng những điều, những thứ trong đầu nghĩ ra, và sau đó sẽ gõ theo cái quy tắc như trên. Khi nào gõ sai thì ta cũng tự tưởng tượng, ta ấn phím xóa. Thì đây là một cái thao tác rất tốt, và không học sinh không à, các bạn sẽ không bị sao nhãng vào việc khác. Như vậy thì ta kiếm được một cái bàn phím rời nhé, bàn phím rời. À, kiếm một cái bàn phím rời để cho các bạn tự luyện tập bên ngoài mà không cần máy tính. Và các bạn sẽ thực hiện là luyện trên cái bàn phím này, tự gõ tự nghĩ, và cả chủ yếu là rèn luyện cảm giác cái đầu ngón tay trên bàn phím. Rồi tiếp đến sang phần lập trình phần mềm Scratch. Scratch có phần mềm mà con hay là chạy online mềm à? Biết máy bố đã cài chưa như máy của bố lại chưa cài Scratch à? Google ấn Scratch tức là điều mới. Máy chấm Scratch. Tóm lại vào Google Scratch. Trên máy tính thực hành thì nếu mà không có phần mềm Scratch thì ta sử dụng bằng Scratch online cũng được. Ta đóng ra các. Sao bé thế nhỉ? Bên trái bên phải đấy, có một số các nhóm các màu theo từng với các chức năng rồi bây giờ ta quay trở lại với cái ba nội dung của các con ở đây. Khởi động phần mềm và thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt để tiếng Anh dùng cũng được. Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt nó ở đâu ta? Đây ta sẽ vào setting chọn language, chọn tiếng Việt. Rồi như vậy thì ta có vào setting chọn language, chọn tiếng Việt. Để làm việc này thì nếu máy tính có phần mềm thì ta sẽ thực hiện là chạy phần mềm. Chạy phần mềm Scratch trên máy tính. Đấy, hoặc chạy online. Sau khi chạy xong thì nó vào giao diện này thì ta thực hiện đầu nhỉ. Rồi sau đó để cấu hình thằng này thì ta sẽ có cái thao tác là để chạy Scratch trên máy tính thì ta trên web thì ta sẽ có cái trang này. Bố dạy thế nào mà cho con ngáp dài chảy cái nước mắt ấy, thương bố gì ạ?
con ngáp rồi, nó cũng có chảy nước đi mắt. Làm đề cương cho con thì con gái nó ngáp chảy cả nước mắt. Nó con có chảy nước mắt rồi. Ừ. Chắc là nó thương bố nó quá. Con chán. Ta vào trang scratch.meet.edu. Rồi về như vậy thì ta chạy ra cái chương trình sau Scratch thì ta sẽ vào setting để đổi ngôn ngữ. Vì ta vào setting chọn language. Rồi sau đó ta chọn tiếp tiếng Việt. Thực tế để bản tiếng Anh thì dễ dùng hơn. Nhưng thôi thì các con biết tiếng Việt thì ta dùng tiếng Việt. Sau đó thì trên giao diện làm việc với Scratch thì ta có bên trái, menu bên trái có một số các cái chức năng. Do cái màn hình ở đây nó tỷ lệ nó hơi cao. Bây giờ ta để nhận biết một số các nhóm hình ảnh và âm thanh thì ta sẽ thực hiện có một số các cái chức năng chuyển động, hiển thị âm thanh, sự kiện, điều khiển, cảm biến, các phép toán, biến số và các khối. Bên cạnh đấy thì để thêm được các cái đối tượng khác thì ở phía dưới nó có cái nút này là nút thêm các cái đối tượng khác, các cái object khác, các đối tượng khác thì ta ấn vào cái nút hình có dấu cộng ở đây để thêm các cái object khác. Rồi về trên đây thì ta có một số các đối tượng chuyển động như di chuyển, xoay, rồi di chuyển tới ngẫu nhiên, vân vân. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện yêu cầu tiếp ở trong bài. Như vậy ta phân biệt được một số các cái đối tượng. Vậy ở đây ta cũng nhìn thấy rằng đối tượng di chuyển bao gồm có di chuyển này, xoay này, đi di chuyển tới này, đặt hướng này, vân vân, liên quan tới di chuyển. Ở thẻ hiển thị thì có thể hiển thị ra một cái dòng. Đấy, ví dụ như muốn nói ra xin chào, người ta nút chạy chương trình nhấn nút cái loa cái. Ví dụ như xin chào trong 20 giây chẳng hạn, nút loa cái. Thì cái bạn mèo của tôi sao không nói vậy ta? À, thêm cái action. Cái action đó là cái... Không, cái màu cái là sự kiện. Nó là cái sự kiện đâu nhỉ? Sự kiện. À đây, sự kiện đây. À. Khi click bấm vào. Nút chạy phát thì nút xin chào. Vậy cái chương trình nào cũng phải có cái sự kiện đầu tiên nhé, là khi bấm vào làm gì đấy, nói chẳng hạn. Rồi bây giờ ta có di chuyển tới di chuyển 10 bước cho 100 bước, à rồi 20 bước rồi nút chạy phát. Ta sẽ đốt cái giờ trong 20 giây hơi lâu nhỉ. Thế đến bao giờ con mèo này nó mới đi? Ta sửa lại này. Ở trong 3 giây. Tốt lại. 1, 2, 3. Ủa, con mèo di chuyển 20 bước sẽ lâu đấy. 200 bước. Để cho 200 bước. Cho nó đi mất tiêu luôn. Đấy, hóa ra số bước nó phải nhiều thì mới nhìn thấy được. Rồi ta có âm thanh, sau đó phát ra âm thanh, con mèo kêu ngoao gâu. Đấy, ta kéo con mèo lại đây. Con mèo này nó kêu thật chứ mà kêu giả. Đây, nói xin chào, nó kêu meo. Rồi đấy, ta có thể đặt âm lượng để cho nó bé hơn nữa. Ta có thể đặt âm lượng trước. Nó nói xong đạt âm lượng khoảng tầm 60%, cho nó kêu bé bé đây giữa trưa rồi. Bố phải bật ở chỗ cái tiếng như này. Rồi tóm lại cái con mèo này sắp bị thịt rồi. Rồi như vậy thì bên cạnh đấy thì ta có các cái hiển thị này, di chuyển này, sự kiện này, rồi các cấu trúc điều khiển này. Đấy, bây giờ ta bỏ nó trong lặp lại công việc này trong vòng 10 lần chẳng hạn, thì con mèo nó kêu thôi cho nó khoảng 3 lần thôi. Đấy, thời ta ấn nút chạy thì để kéo con mèo về vị trí này. Đấy, con đó di chuyển. Nó chạy 3 lần.
Thế là nó đi mất tiêu rồi này, con mèo này. Rồi đây ta có các nhóm các sự kiện, thì để biết các sự kiện thì ta cần phải làm các bài tập ở trong sách theo yêu cầu, nó cũng khá đơn giản thôi. Để thêm các đối tượng thì ta thêm phần mở rộng, ví dụ như ta có về bút vẽ, về chơi nhạc, các trò chơi, nhập dữ liệu, một chút về trí tuệ nhân tạo, một chút về bút vẽ, chủ yếu bút vẽ nhạc con nhỉ, chủ yếu ta sử dụng bút vẽ. Trong bộ công cụ bút vẽ thì nó có rất nhiều các vị như là xóa tất cả, in hình, đặt bút. Đấy. Ví dụ như bây giờ ta thực hiện là con mèo này nó di chuyển. Rồi bây giờ ta có đặt bút xuống này. Đó, ta thiết chọn màu này. Để chọn những cái màu nào đẹp đẹp lộng lẫy lên này. Đấy. Rồi sau đó vừa chạy. Đấy. Vừa... Ủa đâu có rồi. Rồi, bây giờ ta nói trong vòng 2 giây thôi. Để xem con mèo nó vẽ ra cái gì. Ủa, đặt bút sao chưa thấy con nhỉ? Đây kia kìa. À, đây đây, bây giờ nó mới vẽ. À, phải vẽ, phải đặt bút trước. À, nhầm. À, phải có cái này. Đầu tiên là đây. Vào phát là phải đặt bút luôn đúng không? Đây, bút. Lên trên cái chuyển động đi bố. Chuyển động. À, phải đến vị trí dọn thì đó vị trí đấy, cái điểm gì đó. À, ừ, mình di chuyển về vị trí hoặc là mình kéo nó chạy bằng cơ cũng được. Để ta lại nha. Đầu tiên là phải đặt bút xuống này. Đi đầu thì đi đúng không? Sau đó cứ nói xong đi đầu đi. Thực tế nó cũng như thế mà. Rồi. Như vậy thì cái thằng di chuyển của mình 20 bước. Như vậy thì phải đặt bút trước khi di chuyển đúng không? Bút thì nó vẽ. Rồi ta có xoay đâu nhỉ? Sau khi di chuyển xong xoay phát 90 độ. Không. Phải cái này chỉ là 2 lần thôi. Đấy, mình cho 4 lần đi. Di chuyển 90 độ thì để nó vẽ thành hình vuông đúng không? Có nút xóa tất cả không nhỉ? Ở đây. Vào đây phát khi bấm vào xóa tất cả đấy. Xoay ngược rồi. Ừ. Như thế con mèo nó vẽ được một hình vuông. Nó bị xoay ngược. Ừ, xoay. Cái ai không bố xuống như thế này, cái này phải ở bên này. À, bố xoay sang bên phải. Nó chuyển nó động. Ở trên này này. Đây đấy. Di chuyển sang phải đây đúng không? Chuyển sang trái. 90 độ. À, cho 90 độ. À, phải để lại chỗ. À, phải đặt lại chỗ đầu. Cái này phải ấn không không này. Đây bố ạ. Đặt lại hướng bằng không nè. Không. Cái này nó cho nó sẽ thành không không hết đi. Không, cái này là tọa độ của nó mà. Cái con mèo này đi tìm điểm định hướng đi tìm điểm đi khó khăn bố lại con chạm cạnh rồi chuyển động xoay 90 độ bố cứ cho đi tới điểm mà rồi đại loại như thế. Tóm lại muốn con mèo này thì mình có thể sử dụng tổ hợp rất nhiều thứ ở trong này đúng không? Để bút mẽ đặt màu xoay bút nhấc bút in hình. Rồi, như vậy ta đã xong. Bây giờ muốn rồi, như vậy ta sẽ sang ta có thể close thằng này lại để ta làm quen với một cái đoạn chương trình. Đây là con văn mèo vừa đi vừa vẽ. Về thực hành xóa ký tự bên phải và bên trái. Rồi phần này thì ta thao tác được đơn giản, ta làm lại
Để xóa ký tự bên phải, đặt trỏ chuột tại đầu ký tự cần xóa, ấn phím Delete. Đấy. Để xóa ký tự bên trái, ta đặt trỏ chuột tại cuối, ta ấn phím Backspace. Đấy. Đó là thao tác thứ nhất nhé, như ở phần bên trên, phần lý thuyết. Thực hành sao chép và di chuyển. Để sao chép và di chuyển, ta thực hiện chọn bước 1, chọn đối tượng cần sao chép. Bước thứ 2, trong thẻ Home ta ấn vào nút Copy, muốn di chuyển thì ta chọn nút Cắt. Bước thứ 3, đặt trỏ chuột tại vị trí mới, sau đó ấn nút Paste. Và lưu ý rằng ta được phép paste nhiều lần nhé. Đấy, ta được phép paste nhiều lần. Chỉ cần là sao chép một lần, ta được phép paste nhiều lần. Rồi bây giờ ta thực hiện thao tác di chuyển, ta chọn Cắt, đặt trỏ chuột về vị trí mới, ấn nút Paste. Thế đó là sao chép và di chuyển. Rồi, ta xóa đi. Rồi cái đó là thao tác chèn file ảnh và căn chỉnh. Thì ta lưu ý khi chèn file ảnh thì ta nhớ rằng nó nằm trong Insert, chọn Picture, chọn file ảnh. Đấy, ta chọn file ảnh, sau đó ta ấn nút Insert, sau đó ta giữ. Khi ta kéo hình thì ta không kéo ở các hình này nhé, ta đưa trỏ chuột đến góc chéo trên và giữ phím Shift để kéo, để cho nó cái hình nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Ta thì hình nó sẽ không bị méo, giữ phím Shift và kéo chéo. Để không bị méo hình. Như chưa đấy. Và trình bày văn bản yêu cầu theo yêu cầu thì ta thực hành soạn thảo một cái đoạn văn bản và trình bày theo yêu cầu. Thì ở đây thì trong một đoạn văn bản thì ta lưu ý ta có một số thao tác như cho đậm một đoạn văn bản, cho một đoạn văn bản thành chữ nghiêng, cho một đoạn văn bản thành chữ gạch chân, bật ở đâu thì tắt ở đó. Đấy, muốn mất các chức năng đấy đi thì ta có thể chọn màu cho chữ. Đấy, ta có thể chọn màu cho chữ. Ta cũng có thể chọn từng ký tự một để ta tô màu cho nó. Ngồi rảnh rỗi ta ngồi tô này cho nó đẹp, giống như Blackpink ấy, rất nhiều màu. Thì thế ta tô màu hồng đúng không? Chọn rất nhiều màu mỗi ký tự. Thì trong lúc rảnh rỗi. Kế tiếp nữa thì trình bày văn bản thì ta cũng có nút căn lề giữa, căn lề trái, căn lề giữa và căn lề phải. Bước 1 đặt trỏ chuột hoặc là chọn đoạn văn bản. Bước thứ 2 ta nút căn lề. Với đoạn văn bản của phần thân văn bản thì ta nút giãn đều hai bên là cái nút bên phải. Đấy, nút giãn đều hai bên đây. Tương ứng với tổ hợp phím Ctrl Z. Ta có đánh số thứ tự ABC. Ta có thể đánh theo 4 bullet, đánh bằng ký hiệu. Ta cũng bước 1 chọn đoạn văn bản và đánh bằng ký hiệu. Đấy. Bước thứ 2 ta cũng có thể đánh bằng số thứ tự. Đánh bằng số thứ tự 1, 2, 3. Hoặc là ta đánh bằng ký hiệu. Đấy. Hoặc là ta đánh bởi cái bullet dạng này. Hoặc là ta đánh bởi số thứ tự như ABC. Như vậy thì định dạng văn bản chỉ bao gồm các thao tác cơ bản như thao tác sao chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chọn phông chữ, chọn cỡ chữ. Muốn cho cỡ chữ to hơn ta chọn đoạn văn bản, ta chọn cỡ chữ. Rồi, ta có thể nút tăng giảm cỡ chữ ở đây. Nút tăng giảm cỡ chữ. Ta có thể chuyển nó thành chữ hoa, chuyển nó thành chữ thường, chuyển nó thành chữ hoa. Ta có thể căn lề trái, căn lề giữa, căn lề phải, giãn đều hai bên. Chức năng giãn đều hai bên dành cho đoạn thân văn bản dài của mình thì ta nút giãn đều hai bên này. Đấy. Chức năng khoảng cách giữa đoạn văn bản ta chọn gấp 1,5 lần thì văn bản trong đó khoảng cách giữa hai dòng nó sẽ đẹp hơn. Giãn dòng hai bản. Rồi để chọn màu nền trong một đoạn văn bản ta chọn cả background, ta chọn màu nền cho nó đẹp lộng lẫy. Chê. Rồi, ta chọn màu nền cho đoạn văn bản. Để mất màu nền như thế, ta chọn mất màu nền, ta chọn màu trắng. Rồi, để đẩy đoạn văn bản sang trái, sang phải, ta đẩy đoạn văn bản sang phải. Ta đẩy sang trái. Đấy. Thì trên đây là một số thao tác định dạng văn bản cơ bản. Các bạn chúc các bạn làm việc thành công nhé. Sau khi làm việc xong, lưu như khi nãy ta nói, ta vào file. Chọn save, do cái file văn bản này đã lưu rồi nên nó không hiện ra cửa sổ.
Hãy nhớ rằng lưu văn bản là phải lưu thường xuyên, tránh nhá, cuối giờ nó hết giờ nhé. Rồi, như vậy thì trên đây, đây chúng ta đã thực hiện xong cái phần nội dung hướng dẫn làm đề cương môn tin học khối 4. Chúc các bạn thành công, thi đạt điểm 10. Các bạn nếu có khó khăn gì hãy comment để hỏi thầy nhé. Bye bye.